Hi guys, cô chào tất cả các em. Thông thường thì một tuần cô sẽ livestream trên fanpage vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu. Đó, và tối chủ nhật thì chúng ta sẽ có đề thi thử. Cả lớp nhớ cái lịch để chúng ta vào fanpage, chúng ta học cùng với cô và các bạn nha. Ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luôn. Câu số 1 và câu số 2, những câu đầu tiên chúng ta sẽ ôn tập về câu hỏi đuôi. Câu hỏi đuôi thì các bạn sẽ thấy là nó gồm một cái câu statement và phần đuôi. Nếu như cái phần statement ở dạng phủ định thì cái phần câu hỏi đuôi sẽ là dạng khẳng định. Các em thấy là China has not yet agreed to accept regular commercial flights from Vietnam. Has not ở đây là trợ động từ và nó là phủ định nên vế sau chúng ta sẽ chia khẳng định và China các bạn sẽ chia thành it, nó sẽ chuyển thành đại từ là it. Chúng ta sẽ dịch câu này là Trung Quốc vẫn chưa đồng ý chấp thuận các chuyến bay thương mại từ Việt Nam có phải không? Đó, như câu 1 chúng ta chọn đáp án là A, khá là dễ đúng không? Các em có chọn như thế không nhỉ? Cô thấy Ngọc Phúc chọn A đúng rồi. Cô chào Mai Anh, cô chào Tân Huyền. Rồi, tương tự như vậy, bây giờ chúng ta sang câu số 2 nhé. Câu số 2 thì khó hơn, các bạn thấy là câu số 2 có hai mệnh đề. Thứ nhất là the teacher would rather. Đó, và thứ hai là I had gone. Thì trong câu hỏi đuôi, nếu như chủ ngữ không phải là I thì chúng ta sẽ chia câu hỏi đuôi theo cái mệnh đề đầu tiên là the teacher would rather. Đó, would chúng ta sẽ chuyển thành wouldn't. Và teacher, đây các em sẽ chuyển thành she. Cô giáo cho rằng tôi đã đến lớp ngày hôm qua, tôi đã đi học ngày hôm qua, có phải không? Rồi ạ, bây giờ chúng ta sang câu số 4. Cả lớp nhìn vào câu số 4, many foreign tourists have shared that. Đó, rất nhiều khách du lịch nước ngoài đã chia sẻ rằng đạp xe qua những cái cánh đồng lúa chín trong cái đợt mùa thu hoạch là một cái trải nghiệm rất tuyệt vời. Have shared, đây là thì hiện tại hoàn thành. Và tourists là số nhiều, nên chúng ta sẽ chuyển thành haven't they. Vậy nên câu số 3, các em chọn đáp án B. Đối với chúng ta làm những cái câu này khá là mượt mà ha. Thêm một câu hỏi đuôi nữa rồi các bạn sẽ sang một cái chủ điểm ngữ pháp khác. Câu số 4, taxes, house, rent, meals and union dues are also deducted from the salary. Người ta nói là tiền thuê nhà, tiền ăn, tiền công đoàn thì cũng được trừ vào lương có phải không? Are deducted thì are ở đây chúng ta sẽ chuyển thành aren't. Và những cái chủ ngữ số nhiều chúng ta sẽ thêm bằng they. Như vậy là các bạn đã ôn tập về câu hỏi đuôi khá là đơn giản. Và trong bài thi thì câu hỏi đuôi nó thuộc dạng câu hỏi là nhận biết thông hiểu. Nên là thường người ta sẽ không ra các cái trường hợp ngoại lệ nhá. Thường người ta sẽ không ra các trường ngoại lệ đâu. Đó, mà các dạng câu hỏi mà phân loại cao ấy, nó sẽ vào từ vựng và đọc hiểu. Bây giờ chúng ta sang câu số 5. Các em nhìn vào câu số 5 ABCD, chúng ta đoán được đây chính là dạng câu hỏi về mệnh đề trạng ngữ. Đúng không ạ? Mệnh đề trạng ngữ chúng ta xem về thì này. Giá xăng dầu thì đã đang tăng hơn 40% kể từ khi how search, cái từ search tức là nó tăng một cách chóng mặt, tăng nhanh ấy. Đó, và chia ở thì hiện tại hoàn thành. Thì cái từ mà trạng ngữ liên từ đúng không? Thì hiện tại hoàn thành chúng ta sẽ dùng từ since, chứ không phải là until, during hay là before. Là câu số 5 chúng ta sẽ chọn đáp án là A. Và các bạn nhớ là hiện tại hoàn thành đúng không? Since rồi đi với quá khứ đơn. Nên câu số 5 cô thấy Trang Anh chọn A này, Trà My, Đức Lê, Thu Anh, Ngọc Phúc, các em chọn A chính xác. Tiếp theo chúng ta sang câu số 6. Cả lớp nhìn vào câu số 6 cho cô. Đó, ABCD ở đây là các cái động từ và người ta chia ở dạng bị động. Nhá, chia ở dạng bị động nó chỉ khác nhau là về thì và chia động từ. On two major booking websites thì có 70% accommodation facilities. Đó, thì 70%, chúng ta thấy là 70% mà đi với danh từ số nhiều. Nhưng một cái phần trăm mà cộng với danh từ số nhiều thì verb các em sẽ chia ở dạng số nhiều cho cô. Vậy nên ở đây chúng ta sẽ chia là were fully booked. Đó, thì đã được đặt kín chỗ, đúng không? Thế nên câu số 6 chúng ta sẽ chia bị động và phải chia dạng số nhiều. Nên đáp án đúng, cô thấy Trọng Hải và Phát Lê chọn A là chính xác. Bây giờ cả lớp sang câu số 7. Câu số 7 các bạn cần nhìn vào cho cô từ rather. Đúng, phải the rather. Theo các em, the ở đây nó là have hay là would. Chúng ta có hai viết cách viết tắt đúng không? Đó, ví dụ mình có thể nói là have trong cái trường hợp là have better. Đó, còn the trong cái trường hợp là would rather. Đó. Thì ở đây câu số 7 các bạn sẽ dịch là tôi mong muốn rằng tất cả trẻ em thì chơi thể thao thường xuyên thay vì sử dụng điện thoại mọi lúc. Yep. Các bạn sẽ thấy đây là một dạng kia cấu trúc về giả định đúng không? Chủ ngữ cộng với would rather cộng với chủ ngữ thứ hai cộng với verb chia quá khứ. Đó, động từ chia quá khứ. Thế nên ở đây cái từ played các em sẽ phải chia quá khứ cho cô. Là 7 chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Nhá, chúng ta sẽ chọn C. Và nhiều bạn chọn A à? Nhiều bạn nghĩ đây là thể giả định đúng không? Would rather ở đây không phải là giả định các bạn nhé. Rồi tiếp theo chúng ta sang câu số 8. Câu số 8 thì có từ if, vậy nên đây là câu gì ạ? Câu điều kiện. Đó, if a close contact does not show any COVID-19 symptoms and
is in stable condition. He to attend school in person. Các bạn thấy does not show. Dựa vào does not show thì ở đây là thì câu điều kiện loại 1, đúng không? Với if chi hiện tại đơn. Vậy nên cái mệnh đề thứ hai ấy, chúng ta sẽ dùng will vâng nguyên thể hoặc là should vâng nguyên thể. Nhưng mà các bạn thấy này, chúng ta dựa vào nghĩa này. Nếu như một cái người tiếp xúc gần không cho thấy cái dấu hiệu của COVID-19 nào và trong cái tình trạng ổn thì anh ấy nên được phép đến trường. Chúng ta dịch là được phép đến trường, đúng không? Anh ta nên được phép đến trường thì nó phải là should be allowed. Nó mang nghĩa bị động. Cả lớp nhớ chưa? Câu này nó phải mang nghĩa bị động. Nên câu số 8 chúng ta chọn B. Cô thấy Hải Phúc và Cẩm Bình chọn B là chính xác. Thế bây giờ chúng ta sang câu số 9. Các đáp án toàn là động từ thôi. Và các em thấy cái từ project nó không thể tự thực hiện được hành động là estimate, đúng không? Các cái dự án xe đạp công cộng đó thì được ước tính. Cái dự án nó không thể tự invested được. Và chúng ta sẽ cần một cái động từ chính chia thì ở đây và sẽ chia dạng bị động. Nó được estimated, đúng không? Câu này không phải là rút gọn nhé, vì trong câu chưa có động từ chính. Cô thấy Thu Anh chọn là rút gọn. Thu Anh sẽ thấy là từ cái chỗ project from the investor chưa có một cái verb chính nào cả. Nên mình không rút gọn nhé, mình chia thì bình thường thôi. Chúng ta chia thì bình thường thôi, Minh Uyên chọn đúng rồi. Đó, nhiều bạn là hay chọn nhầm. Đó, bị động thì chúng ta chọn là rút gọn, đúng không? Nên các bạn phải nhớ. Câu số 10, since, đúng không? Since cái gì đấy? Cái từ since ở đây các bạn sẽ dịch với nghĩa là kể từ khi, hay các bạn sẽ dịch nghĩa là bởi vì. My Joe reputation in popularity local residents have started switching from farming to running homestay to improve their livelihoods. Kể từ khi danh tiếng của My Joe nổi lên, đó, thì người dân địa phương bắt đầu chuyển từ nông nghiệp sang kinh doanh nhà trọ để cải thiện kế sinh nhai. Các em thấy have started là hiện tại hoàn thành, đúng không? Thì câu này có thể viết như là local resident have started switching from since My Joe's reputation rose in popularity. Và đây chúng ta học được một cái cụm collocation, tức là rise in popularity, tức là nổi tiếng. Đó, thế nên câu 10 chúng ta sẽ chọn B. Thì cái từ since này nó có thể đứng đầu câu hoặc nó có thể đứng giữa câu thì tùy nhá các bạn nhỉ. Cô thấy Bảo Ngọc là đúng rồi. Đức Lê chọn đáp án A. Đức Lê, ý của Đức Lê ở đây là rút gọn, đúng không? Nhưng mà em thấy từ cái chỗ since cho đến popularity nó là một cái mệnh đề, đúng không? Nó là một cái mệnh đề phụ thuộc, cho nên là chúng ta sẽ phải chia động từ bình thường, không phải rút gọn nhé. Lát nữa xem là có cái câu nào rút gọn, các bạn có nhớ không? Có biết là rút gọn không? Rồi, cả lớp nhìn vào câu số 11. Câu số 11 nói là một cái căn bệnh viêm gan bí ẩn. Đây là một cái căn bệnh viêm gan bí ẩn. Thì nó được phát hiện lần đầu ở Anh và Scotland vào đầu tháng 4, khi mà có khoảng 70 trẻ em trong cái độ tuổi khoảng 1 tháng cho đến 16 tuổi bị nhiễm bệnh. Infected. Cái từ infected là bị nhiễm bệnh. Một cái căn bệnh nó được phát hiện, đúng không? Nó không thể tự phát hiện được. Và với cái câu này các em nhớ cho cô, dù là chủ ngữ có cái dạng số nhiều nhưng mà động từ sẽ luôn chỉ ở số ít. Nhớ, chúng ta học rồi, khi chủ ngữ là các cái môn học này, chủ ngữ là môn thể thao hay là các căn bệnh thì động từ mình sẽ chia ở số ít. Cô thấy Trà My chọn đáp án A chính xác, Hương Thảo đúng rồi. Căn bệnh viêm gan bí ẩn, đó thì đó là bệnh viêm gan nha. Tiếp theo các em sang câu số 12. Câu 12 người ta nói triệu chứng của bệnh thì nó bao gồm, cái hành động là triệu chứng của bệnh bao gồm, theo các bạn cái động từ include ở đây nó là chủ động hay là bị động? Nó bao gồm như là nước tiểu sẫm màu này, mắt thì có màu vàng, da vàng đúng không, mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn, cái này cái kia. Thì triệu chứng của bệnh bao gồm, chủ ngữ ở đây là triệu chứng của bệnh, đúng không? Theo các bạn chủ ngữ là triệu chứng hay là bệnh? Cô thấy Trà My thì chọn đáp án A. Đầu tiên chúng ta sẽ xác định xem là cái triệu chứng của bệnh này là chủ động hay bị động đã, đúng không? Cái hành động bao gồm là chủ động nhá. Trước hết chúng ta phải xác định nó là chủ động. Cái gì đấy bao gồm, đúng không? Và chủ ngữ ở đây là cái triệu chứng, là cái symptoms chứ không phải là disease. Và symptoms ở dạng số nhiều nên chúng ta sẽ chia đáp án số nhiều. Nên câu 12 chúng ta chọn A. Đó, Cẩm Bình là cái triệu chứng được bao gồm. No. Cái động từ include chúng ta sẽ chia ở dạng khẳng định chủ động nhé. Nhiều bạn hay là cái từ cause chẳng hạn, nó gây ra, nó dẫn đến một cái gì. Đó, thì mình sẽ chia ở dạng chủ động thôi. Đó, bao gồm cái này, bao gồm cái kia. Nếu như các bạn tra từ điển thì cái từ include nó sẽ luôn ở dạng chủ động. Đây, include something. Đó, ví dụ chúng ta có thể nói the tour, đúng không? Cái tour du lịch này thì nó include a visit. Include a visit. Nhiều bạn bảo là cô ơi, tại sao cái tour mà nó lại tự thực hiện được hành động include? Đó thì các bạn nhớ là cái từ include này nó sẽ chỉ chia ở dạng
câu trần thuật thôi chứ không phải dạng bị động nhá, dạng chủ động chứ không phải dạng bị động. Hay là cái report nó include, cái giá cả nó include. Đó, chúng ta không thấy được cái động từ include nó chia bị động đâu. Nên các bạn phải chú ý cái điều này nhá. Và cô thấy Ánh Ngọc thì chọn đáp án B. Đó, Ánh Ngọc chọn đáp án B. Chúng ta nhớ ở đây chủ ngữ nó sẽ đứng trước giới tự ở. Đấy, chủ ngữ là cái triệu chứng chứ không phải là căn bệnh. Triệu chứng bao gồm chứ không phải là căn bệnh bao gồm. Nên chủ ngữ là symptoms. Rồi, bây giờ các bạn sang câu số 13. Câu số 13, if you choose to visit my child by motorbike, you can follow. Tại sao lại chọn can follow? Tại vì chúng ta phải chọn cái dạng nguyên thể vì động từ choose chia hiện tại. Đúng, đây là câu điều kiện loại 1. Đó, câu 13 là câu điều kiện loại 1 nên chúng ta sẽ nói là can follow the root form chấm chấm. Thu Anh chọn A, Trà My, Ngọc Phúc chọn A chính xác. Tiếp theo chúng ta sang câu 14. Chúng ta sang câu số 14. We on Phú Quốc's beach now if we haven't missed the plane. Chúng tôi không, nếu như mà chúng tôi không nhỡ chuyến bay thì chúng tôi đã đang nằm trên bãi biển Phú Quốc rồi. Câu này hơi khó nhỉ. Câu số 14 các bạn cần chú ý cho cô. Cái từ now và hadn't missed chia ở quá khứ hoàn thành. Hơi lạ đúng không? Câu 14 nào. Cả lớp tập trung xem nào. Đây là câu điều kiện loại mấy? Nó vừa quá khứ vừa hiện tại đúng không? Vừa quá khứ vừa hiện tại thì đây chính là câu điều kiện hỗn hợp 3-2. Đúng không? Câu điều kiện hỗn hợp 3-2 thì cái vế if người ta chia ở quá khứ hoàn thành là loại 3 và cái mệnh đề chính này sẽ chia ở loại 2 là could hoặc would đi với verb nguyên thể. Còn trong trường hợp nó là tiếp diễn thì sẽ là could hoặc would cộng với be verbing. Nên câu 14 chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Đó, cô thấy Thu Anh trả lời đúng, Ngọc Phúc đúng rồi. Trà My chính xác. Còn Đoan Nguyễn chọn D. Đoan Nguyễn và Ánh Ngọc chọn đáp án là D. Nếu như mà bỏ từ now đi cơ, đúng không? Nếu mà bỏ từ now thì có thể, đó thì mình sẽ là câu điều kiện loại 3. Nhưng ở đây là câu điều kiện trộn vì có từ now nhé. Câu số 15, người ta nói là cái huấn luyện viên của Timor Leste thì chúc Việt Nam sẽ thành công, đúng không? Wishes, chúc. Đây là một cái câu giả định liên quan đến ước. Đó, ước một cái gì đấy trong tương lai. Đó, chúng ta có 3 dạng ước nhỉ. Ước ở hiện tại, ước quá khứ và ước tương lai. Đó, thì ước ở hiện tại chúng ta sẽ lùi về câu ước hiện tại. Thì chúng ta sẽ chia động từ quá khứ đơn. Còn câu ước ở một cái quá khứ chẳng hạn thì chúng ta sẽ chia verb quá khứ hoàn thành. Còn trong trường hợp là câu ước tương lai, ước một cái điều gì đấy trong tương lai thì chúng ta sẽ chia verb ở tương lai. Đấy, thì verb ở tương lai nó sẽ là would cộng verb nguyên thể. Nên câu số 15 đáp án đúng sẽ là đáp án A, sẽ thành công ở cái vòng loại World Cup 2026 hoặc 2030. Tiếp theo chúng ta sang câu số 16. Câu 16, the house was empty when I arrived, they... Căn nhà thì trống rỗng khi mà tôi đến. Đó, cái sự việc chúng ta thấy, sự thật là căn nhà nó đã trống rỗng rồi khi tôi tới. Vậy nên chắc hẳn là họ đã đi ngủ rồi. Đúng, khi tôi đến thì không có ai cả. Đấy, chắc hẳn họ đã đi ngủ hết rồi vì không thấy có ai. Ở đây chúng ta sẽ dùng must have verb phân từ 2 để diễn tả cái lý do chắc chắn một cái điều gì trong quá khứ. Đó, chắc chắn một cái điều gì trong quá khứ thì chúng ta sẽ nói là must have verb phân từ 2 nhỉ. Nên câu 16 chúng ta sẽ chọn đáp án A. Thế còn các đáp án khác thì sao? Chúng ta có should have verb phân từ 2. Mình sẽ dịch với nghĩa là đáng lẽ ra nên làm gì trong quá khứ mà không làm. Đấy, mà không làm. Còn need chẳng hạn. Đáng lẽ ra cần phải làm gì. Thường người ta sẽ hay dùng cái dạng needn't have verb phân từ 2 hơn. Còn would have verb phân từ 2 nó diễn tả một cái khả năng, đúng không? Có thể xảy ra trong quá khứ. Thế thì ở đây nó mang nghĩa là chắc chắn. Tại sao lại biết là chắc chắn? Tại vì cái dẫn chứng là the house was empty, đúng không ạ? Nên câu 16 chúng ta chọn đáp án A. Bây giờ cả lớp sang câu số 17 cho cô. My children wish that. Vừa rồi chúng ta học câu ước này. Đấy, có 3 dạng câu ước. Thì câu ước ở đây là today. Today là ước hiện tại. Nếu trong câu ước ở hiện tại thì động từ các em sẽ chia ở quá khứ đơn cho cô. Nên câu 17 đáp án đúng nó sẽ là didn't. Đúng không? Câu 17 dễ dàng mình chọn được là didn't. Các con tôi ước rằng chúng không phải đến trường ngày hôm nay. Hôm nay là khai giảng đúng không? Đấy. My children wish that they didn't have to go to school today. Cô thấy Thu Anh, Hương Thảo các bạn chọn đúng rồi.
cả lớp nhìn vào câu số 18. Hải is among a growing number of people who formal full-time jobs since the COVID-19 pandemic began. Chúng ta thấy trong câu có các thì như là thì hiện tại này, Hải là một trong số những người, trong số nhiều người, người mà đã bỏ cái công việc toàn thời gian khi mà đại dịch COVID-19 bắt đầu. Và các em thấy cái từ since ở đây thì trước since mình sẽ chia hiện tại hoàn thành, và sau since các em sẽ chia quá khứ đơn. Câu số 19, tiền vệ Nguyễn Quang Hải thì đã từ chối nói về tương lai của mình và nói rằng anh ta muốn tập trung vào cái vòng loại World Cup sắp tới cho đội tuyển quốc gia. Ở đây chúng ta sẽ dựa vào cái động từ refuse, đúng không? Từ chối làm gì? Đó, các bạn học là refuse này, hay là agree này, plant, promise. Đó, những cái động từ đấy theo sau nó sẽ đi với to verb. Nên nó sẽ đi với to verb. Nên là refuse to do something, từ chối làm gì. Câu 20 nói về cái khách sạn Lotte ở Hà Nội là đại diện Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách 20 năm khách sạn tốt nhất thế giới do cái độc giả TripAdvisor bình chọn. Thế đây mình sẽ cần một cái động từ, đúng không? Mà nó kết hợp với là list cái gì đấy. Đó, to is the only. Chúng ta nhớ công thức là chủ ngữ. Ai đấy cộng với verb là người đầu tiên, the first. The second là người thứ hai, là người duy nhất, là người cuối cùng. Theo sau sẽ đi với to verb nguyên thể. Đúng không? Sẽ đi với là to verb nguyên thể. Nên ở đây các bạn sẽ nói là to break into, đúng không? Đằng trước nó có to rồi nên mình sẽ chia là to break into, break into the list. Break into the list. Các bạn sẽ dịch là lọt vào danh sách. Cô thấy Tuấn Anh, đúng rồi, Hải Linh, Trà My, các bạn chọn đáp án B. Thế bây giờ sang câu số 21. Người ta nói là đồng bằng sông Cửu Long thì đang phải đối mặt với một cái tình trạng xói mòn nghiêm trọng đó, dọc các cái sông và bờ biển, và cái điều này nó ảnh hưởng tới, đúng không, đời sống nông nghiệp của người dân. Ở đây chúng ta sẽ cần which để thay cho cái động từ được nhắc đến ở đằng trước đó, và cái điều này nó làm ảnh hưởng. Which affects là dạng chủ động, và các bạn sẽ rút gọn dạng chủ động là affecting, đúng không? Rút gọn mệnh đề quan hệ dạng chủ động chúng ta sẽ rút gọn thành affecting. Tương tự như vậy với câu số 22 là Aeon Mall hiện nay đang điều hành 6 dự án ở Việt Nam, và 6 dự án này bao gồm which includes, đúng không, which includes, thì mình sẽ rút gọn which includes thành including. Đó, câu 21 và câu 22 thì nó giống nhau, là dễ dàng chúng ta hiểu được như vậy, đúng không? Bây giờ cô chúng ta cho chúng ta sang câu số 23. Câu 23, doubling is used in filmmaking. Dubbing, tức là lồng tiếng, dubbing được sử dụng trong quá trình làm phim để làm gì? Thế đây các bạn sẽ dùng to verb để tạo thành một cái bản thu âm mới cho một cái hình ảnh chuyển động. Yes, to verb ở đây nó mang nghĩa chỉ mục đích, to do something, để làm cái điều gì. Hoặc là các bạn có thể dùng là be used to do something, tức là được sử dụng để làm gì. Còn câu số 24, Vietnam has become the first country. Vừa chúng ta mới học bên trên, ai đấy là cái gì đấy, đầu tiên, thứ nhất, thứ hai, duy nhất, cuối cùng. Thì theo sau sẽ phải đi với to verb. Nên 24 các em sẽ nói là to produce. Tiếp sang 25, the company is building a factory in the US with a view to. Nhiều bạn là sẽ nhầm, nhiều bạn nghĩ là with a view to nó sẽ đi với to verb, nhưng mà không. With a view to nó đi với verb in, để làm gì. Đó, chúng ta sẽ nói là in order to thì verb nguyên thể, nhưng mà with a view to thì verb in. Và các bạn sẽ hiểu cái thằng to ở đây, cái động từ to ở đây nó sẽ là gì? To ở đây, cái từ to ở đây nó sẽ đóng vai trò như là một giới từ nhá, chứ không phải là to infinitive. Nên các em sẽ chọn đáp án D cho cô. Thế còn sang câu số 26, động từ intend. Một số công nhân nhà máy rời thành phố lớn thì không có ý định quay trở lại. Intend to return. Vừa rồi các bạn học là gì? Refuse to. Thì bây giờ mình nhớ thêm là intend to do something. Rồi. Thế còn câu 27, all men play, đúng không? Nó chơi một cách như thế nào? Và play là động từ thường nên theo sau các bạn sẽ phải đi với trạng từ. Đó, chúng ta có những cái dạng động từ như là động từ thường nó diễn tả hành động như là play này, live này, enjoy it. Đấy, những cái động từ thường ấy theo sau sẽ phải đi với trạng từ. Ngoại trừ một số liên động từ như là look, become, find, seems thì sẽ phải đi với tính từ. Câu số 28. Đây, câu số 28 ở đây chúng ta thấy có make, đúng không? Make cộng với tân ngữ thì theo sau cái tân ngữ này nó sẽ phải là đi với một tính từ. Đó, nhiều công ty đã có những hành động riêng để làm cho cái hoạt động hậu cần của họ bền vững hơn. Thì tính từ ở đây nó sẽ là sustainable. Câu 29, moderate ambient noise levels of 50 to 70 decibels at places such as cafes, boots, once. Cái từ once ở đây là tính từ sở hữu.
Đúng không ạ? Và nó sẽ song hành với từ creativity. Thế thì mình sẽ nói là productivity and creativity. Nên câu 29 các em sẽ chọn đáp án B. Tức là cái mức độ ồn xung quanh khoảng 50 đến 70 decibel tại những cái nơi như là quán cà phê thì nó sẽ giúp tăng năng suất và cái khả năng sáng tạo của một người. Có một lần cô cho các bạn làm một cái bài đọc là tại sao người ta lại thích ra quán cà phê làm việc ấy, thì cái tiếng ồn ở quán cà phê, cái mùi hương thơm rồi là những cái người xung quanh lại khiến cho người ta có thêm nhiều ý tưởng và tập trung hơn. Các em nhìn vào câu số 30, according to seasoned tourists, tức là một cái du khách rất là dày dặn kinh nghiệm, thì cái món cơm la mẹ là cái đặc sản nhất định phải thử. Chúng ta sẽ cần sau mạo từ, đúng không? Sau mạo từ và tính từ must try thì nó sẽ phải là specialty. Specialty ở đây mình sẽ dịch với nghĩa là đặc sản. Đó, đặc sản nhất định phải thử ở Mai Châu. 31, Vietjet is considered to be the worst airline in Vietnam at the moment. Câu này sẽ là một câu so sánh và nó so sánh Vietjet với lại các cái hãng hàng không ở Việt Nam thì nó sẽ phải là so sánh nhất, đúng không các bạn? Đó, nên chúng ta sẽ chọn đáp án A. Tiếp theo sang câu số 32, các bạn comment nhanh hơn một chút nhé. Câu 32, what is the cái gì? Đôi chúng ta thấy có the rồi này. Đó, cái phong cách trang điểm phổ biến nhất của các cô gái trẻ hiện nay là gì? Đó, phổ biến nhất đúng không? Thì sẽ là the most popular. Tại vì popular là tính từ dài nên các em sẽ phải thêm một vào. Một cái câu hỏi về so sánh, cô thấy Đức Lê, Bảo Ngọc, Thu Anh chọn đúng rồi. Câu số 33 là so sánh càng, so sánh giữa hai vế. The more you try to hide that you are a victim of sexual harassment. Bạn càng cố gắng che giấu rằng bạn là nạn nhân của cái quấy rối tình dục, bạn càng phải đối mặt với những cái tổn thương to lớn về sau. Cô thấy Tân Huyền chọn đáp án là A. Huyền chọn A là the more immense. Thế thì cái từ trauma ở đây là thừa em nhé. Cái từ nếu như em chọn đáp án A là thiếu từ trauma, cô xin lỗi. Đó, tức là những cái tổn thương sâu đậm bạn về sau bạn gánh chịu càng nhiều. Tức là phải có cái danh từ the more intense deal with trauma, đúng không? Thì the more immense traumas you have to deal with later. Tức là các bạn sẽ đảo cái tính từ và danh từ lên trước chủ ngữ. Cả lớp nhớ là chúng ta phải đảo cái tính từ và danh từ lên trước với dạng câu hỏi so sánh càng. Câu số 34, Mrs. Julia used to wear a, đó, một cái váy như thế nào? Thì ở đây là trật tự về tính từ. Trật tự về tính từ thì chúng ta sẽ sắp xếp theo dạng là obsacom. Ob ở đây là opinion, thì gorgeous chính là opinion, đúng không? Opinion rồi sau đấy size, color, material. Nên đáp án đúng của câu 34 sẽ là đáp án D. Thực ra thì là cô không muốn là bộ cho đề quá, đề minh họa quá sớm. Tại vì trong đề minh họa ấy, nếu như mà cho quá sớm là các em sẽ học lệch lắm. Các bạn sẽ chỉ học đến một vài kiến thức mà được thi thôi, đúng không? Dẫn đến việc là chúng ta hỏng những cái kiến thức quan trọng khác. Thế nên là cái lý do tại sao mà hàng năm bộ phải cho cái đề tham khảo vào tầm tháng 3, tháng 4 để tránh các bạn học tủ, học lệch quá mức. Tức là sẽ phải khoanh vùng muộn muộn ấy. Đó, có ý của người ta cả chứ không phải tại sao họ cho muộn như thế. Tức là để cho chúng ta cứ học lấy kiến thức đã rồi là gần cuối mình sẽ khoanh vùng các kiến thức sau. Thì đấy chỉ là mấy câu ngữ pháp thôi. Còn từ vựng đọc hiểu thì làm sao mà khoanh vùng được, đúng không? Chúng ta có càng nhiều càng tốt. Đó. Câu số 35. Tôi đã dành rất nhiều thời gian trong các cửa hàng để cố tìm kiếm ra một chiếc đồng hồ cúc-cu nhỏ hoàn hảo của Ý. Thì cái từ little chắc chắn phải đứng trước rồi. Đúng không? Little, silver, Italian, cuckoo. Cuckoo đứng cuối cùng, silver. Silver là color và Italian là origin. Thì các bạn nhớ là color nó sẽ đứng trước origin. Câu 35 chúng ta sẽ chọn A. Ngọc Phúc chọn C, Italian silver hả? Nguyễn Khang ở lớp mình mới học qua Unit 1. Lớp em học mai mới qua Unit 1. Cô thế à? Chúng ta sẽ phải học trước, đúng không? Chúng ta sẽ phải học trước chương trình trên lớp và học rộng hơn chương trình trên lớp. Câu 36, apply made of iron. Apply thông thường các bạn nghĩ là người mù, đúng không? Nhưng mà người mù thì không thể làm từ sắt, gỗ và đá được. Ở đây apply tức là một cái mảnh ấy. Cái mảnh làm bằng sắt, gỗ và đá tạo thêm cái nét rất là độc đáo, rustic. Rustic tức là mộc mạc cho một cái ngôi nhà quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Tạo nên một cái texture, đúng không? Texture ở đây tức là một cái nét. Thì ở đây cái từ texture nó đếm được nhé. Và sẽ phải là a texture. Nhiều bạn nói là unique, không đúng. Mình sẽ không nói là unique. Tại vì you, cái âm tiết đầu tiên mình phát âm ra đó là âm dở, chứ không phải là âm u nhé. Nhưng nó là phụ âm ấy. Còn câu số 37, chúng ta sẽ dựa vào cái động từ is để trả lời xem là a number of hay là the number of.
Câu 37 các bạn sẽ dựa vào hòa hợp về thì. Đúng không? Câu 37 chúng ta sẽ dựa vào hòa hợp về thì. Các bạn sẽ nói là a number of đi với danh từ số nhiều cộng với một verb số nhiều. Còn the number of nó cũng đi với danh từ số nhiều nhưng theo sau sẽ là một verb số ít. Các em thấy không? Thì cái từ is ở đây là số ít rồi nên các bạn sẽ dựa vào cái cấu trúc hòa hợp chủ vị này nên các em sẽ chọn đáp án A. Câu 38, chợ bà còn là một cái nét rất là quyến rũ. Thì vừa rồi chúng ta học từ texture, đúng không? Unique texture. Thì đây cũng sẽ là a unique charm của Mai Châu. Yes. Xong, chúng ta đã ôn tập thêm một số câu hỏi về mạo từ. Và bây giờ các bạn sẽ ôn tập sang dạng câu hỏi về đại từ cho phần đọc điền nhé. Trong cái bài đọc điền thì chúng ta sẽ gặp kiểu gì các bạn cũng sẽ gặp câu hỏi liên quan đến đại từ quan hệ. Đúng không? Và đại từ quan hệ nó sẽ thay cho danh từ được nhắc đến đằng trước. Thì bây giờ các bạn thấy từ compatriots, compatriots tức là những cái người đồng hương. Người đồng hương, người mà bỏ trốn từ Ukraine sang Nga. Người đồng hương chắc chắn là đây là danh từ chỉ người. Thì có hai thằng là danh từ chỉ người. Thì nó sẽ khác nhau như thế này, who là chủ ngữ còn whom là tân ngữ. Câu số 40. The valley, valley tức là cái thung lũng. Đấy, chúng ta sẽ dựa vào danh từ đằng trước là người hay là vật hay là nơi trốn hay là thời gian, cái thung lũng Mai Châu. Nơi mà, đúng không, tọa lạc rất là bằng phẳng thì phải là cái thung lũng nó là một cái địa điểm nên chúng ta sẽ nói là where. Cô thấy Tân Huyền chọn đúng rồi. Còn câu 41 ạ. Câu 41, U-23 Vietnam fortunately avoided a goal in the 26 minutes. Thì ở phút thứ 36, phút thứ 36 nó chỉ một cái thời điểm, đúng không, thời điểm nó sẽ là when. Rồi, câu số 42 ạ. Câu 42 chúng ta đang thiếu một cái danh từ đóng vai trò làm chủ ngữ trong câu. Ai đó như thế nào là Fujiko, người mà đã qua đời tuổi 88 tại nhà riêng Tokyo, tức là tác giả của Doraemon. Yes, chủ ngữ nó chỉ đơn giản là một danh từ thôi, đúng không? Là danh từ tác giả của Doraemon chứ không phải là một mệnh đề. Nha, chủ ngữ không phải là một mệnh đề. The co-author, co-author tức là đồng tác giả. Chúng ta chọn đáp án A. Câu số 43. Câu số 43, Charlie Robinson, the global chief economist of resilience capital, has explained that, has explained ở đây nó không có, explain why, đúng không, explain, giải thích lý do Việt Nam thoát nghèo để trở thành một cái nước có thu nhập trung bình và hướng tới thịnh vượng. Đó, explain why, giải thích lý do tại sao Việt Nam thoát nghèo. Tiếp theo chúng ta sang câu số 44 là huấn luyện viên người này thì đã khen ngợi cái màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam mặc dù họ đã thua. Đó, mặc dù là để thua nhưng mà họ vẫn khen ngợi. Thì cái từ nó mang nghĩa tương phản ở đây của câu số 44 nó sẽ phải là từ although. Đó, chúng ta có từ although mang nghĩa tương phản nhỉ. Câu 45. Câu 45 này, WHO đã ngừng phân loại, đã ngừng cái hành động phân loại đồng tính như là một cái căn bệnh tâm thần vào năm 1990. Nhiều LGBT ở Việt Nam thì vẫn bị từ chối. Tức là WHO người ta không coi nó là một loại bệnh nữa nhưng ở Việt Nam thì vẫn bị người và bị người LGBT thì vẫn bị gia đình coi từ chối, kỳ thị và phân biệt đối xử. Một cái từ nó mang nghĩa tương phản ngoài cái từ although ra. Đúng không? Ngoài cái từ although ra chúng ta còn dùng từ though đi với mệnh đề. Tại sao không chọn despite hoặc inspire? Tại vì despite và inspire nó sẽ đi với một danh từ hoặc vô bình. Mà các bạn thấy WHO stop là một mệnh đề. Nên các bạn sẽ phải chọn though hoặc although ở đây. Các em nhìn vào câu số 46, sân bay Tân Sơn Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh thì vẫn rất là deserted, vẫn rất là vắng vẻ mặc dù đất nước đã mở cửa trở lại. Đó, mặc dù nhỉ. Câu số 47, Vietnam started the match with the intention to put pressure on Oman but failed to do so. Đó. Việt Nam thì đã bắt đầu ý định, có ý định như thế này nhưng mà không thể làm được. Các bạn thấy không? Có ý định nhưng mà không thể thực hiện được cái ý định đấy thì mình sẽ phải dùng từ but. Còn câu số 48 là bỏ cái hạn chế về cái tần suất các cái chuyến bay quốc tế là một chuyện nhưng mà cái việc khôi phục các cái tuyến bay đến các quốc gia khác thì lại là một cái chuyện khác, another matter. Đó, chúng ta sẽ có another đi với một danh từ số ít là một cái chuyện khác. Và các bạn rất hay nói là one another. One, đúng không? One chấm chấm, another là một chuyện, cái chấm chấm cái kia là một cái chuyện khác. Câu 48 hơi khó nhỉ, nhưng mà cô vẫn thấy là Ngọc Phúc và Đức Lê, Trà My, các bạn vẫn làm đúng. Đó, khó nhưng mà vẫn làm đúng. Đấy, thì cái từ but nó dùng như thế, khó hay là mặc dù khó nhưng các bạn vẫn làm đúng. Câu số 49, chúng ta thấy eliminate, đó, eliminate ở đây là một động từ, xóa bỏ.
xóa bỏ negative emotions and invisible fears. Thì ABCD là telling their stories, nói ra cái câu chuyện của họ, có thể giúp những người mà quấy rối tình dục xóa bỏ. Đáp án B, telling their story can help those. Can help those, chúng ta sẽ loại trừ trước nhỉ. Cái từ can này là và từ have này, nó chia sai, tại vì trong câu không thể chia hai động từ chính như thế này được. Còn đáp án C, cái việc mà nói ra các cái câu chuyện có thể giúp những người mà như thế này. That telling their story can help those who, vừa that vừa who thì nó sẽ bị thừa, đúng không? Còn D, cái lý do tại sao, nói ra cái lý do tại sao là sai nghĩa. Thế nên câu 49 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Các em có chọn A không? Cô thấy Hải Linh, Ngọc Phúc, Trà My chọn đáp án A. Tương tự như vậy, câu số 50. Các em nhìn vào câu số 50 này. Chấm 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 that. Chúng ta có it is chấm 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 that. Thì đây là dạng câu gì? Câu trẻ, đúng không? Câu trẻ được dùng để nhấn mạnh cái nội dung. Đó là cái luật trong thương mại quốc tế. Thì cái từ the norm ở đây tức là một cái tiêu chuẩn, là một cái luật. Thì mình sẽ nói là it is the norm. Đó, it is the norm. Không có cái giới từ đứng giữa the norm. Tại vì it is nó sẽ cộng trực tiếp với một danh từ luôn. Đó là luật trong thương mại quốc tế, rằng bất kỳ ai mà có cái original documents thì có thể lấy hàng hóa và shippers phải tuân theo, phải comply. Comply tức là tuân thủ theo. Chúng ta sang câu số 51 nhé. Sau khi cái gì? Đấy, chúng ta nhìn câu 51 nó chỉ khác nhau về thì thôi. Đây, các bạn thấy câu 51 nó sẽ khác nhau về thì như thế này. Yes. Chúng ta sẽ nói là done adjustment hay là make adjustment. Các bạn sẽ loại trừ cái đáp án sai trước. Adjustment tức là một cái sự điều chỉnh. Đúng chưa? Adjustment là một sự điều chỉnh. Thì các bạn sẽ phải dùng là make adjustment. Đấy, collocation là make adjustment. Thực hiện một cái sự điều chỉnh, đúng không? Tức là điều chỉnh. Thì bây giờ A và C là make made rồi. Nhưng mà về thì các bạn sẽ chọn thì gì? Đáp án A, sau khi chính phủ Nhật Bản thực hiện các cái biện pháp điều chỉnh về mức lương tối thiểu, tức là made adjustment trước rồi anh ta mới có thể kiếm được, đúng không? Và sự hòa hợp về thì các bạn thấy là after sẽ đi với quá khứ hoàn thành, và về sau thì sẽ đi với quá khứ đơn. Nó ngược lại so với before. Before sẽ đi với quá khứ đơn và về sau là quá khứ hoàn thành. Thì đây chính là cái sự hòa hợp về thì mà chúng ta đã được học. Nên câu 51 các bạn sẽ chọn đáp án đúng là đáp án A. Ngọc Phúc, Hải Linh chọn đúng rồi. Tiếp theo chúng ta sang câu số 52. According to the law, theo như luật, theo quy định của pháp luật, thì người nào mà tự ý nuôi nhốt hổ để làm thịt ấy, hoặc là làm cao ấy, thì sẽ bị phạt khoảng 500 triệu đấy cho đến 2 tỷ đồng và bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Những người mà, đúng không, tự ý nuôi nhốt, chúng ta sẽ khoanh các đáp án sai trước. Vừa rồi mình học là cái thằng whom nó phải đi với một cái chủ ngữ động từ, nhưng mà đáp án B thì thiếu chủ ngữ. Đó, theo quy định của pháp luật, người mà nuôi rốt nhốt hổ này, to butcher or to make, nếu đáp án B thì nó thiếu mệnh đề quan C, thiếu mệnh đề quan hệ. Thiếu mệnh đề quan hệ ở đáp án C, tại vì là trong câu có hai động từ chính là keep và will be fine là sai. Đấy, C sai. Còn đáp án D thì mình giải thích tương tự như đáp án B. Tức là whom này nó phải đi với một chủ ngữ, một động từ. Thế nên câu 52 chúng ta sẽ chọn đáp án đúng là A. Các bạn sẽ loại trừ các đáp án sai đi, đúng không? Đó, thì là mình sẽ không bị sai. Còn nếu như các bạn đọc thấy ưng, mình chọn nên là mình sẽ dễ bị sai, dễ nhầm. Câu 53, các nhà sản xuất và sử dụng các cái phương tiện giao thông thì phải đóng vai trò một quan trọng. Yes, ở đây là một câu hỏi liên quan đến collocation. Mình sẽ nói là play role in something, đóng vai trò quan trọng. Các bạn học thuộc luôn cái cụm từ này nhé. Câu 53, Thủ tướng Phạm Minh Chính hôm thứ Bảy cho biết rằng ông sẽ request. Chúng ta thấy cái từ request ở đây là một cái động từ giả định nhé. Các bạn phải học thuộc các cái động từ giả định, chủ ngữ mà đi với các cái động từ giả định như là ask, demand này, suggest này, decree này, hay là request cộng với chủ ngữ hai thì động từ bắt buộc phải chia verb nguyên thể. Thì động từ phải chia verb nguyên thể hoặc là be verb phân từ hai. Thì ở đây là Vietnamese, người Việt Nam được coi là một cái cộng đồng dân tộc thiểu số ở Hoa Kỳ. Đó, được coi đúng không?
thì không thể là tự coi được, Vietnamese không thể tự coi được mà phải là bị động được coi. Câu 54 chúng ta chọn B. Rồi, các em sang câu số 55. Not until, đây là câu đảo ngữ. Đó, đây là câu đảo ngữ. Not until a mother that I knew how my mother loved me. Mãi cho đến khi tôi trở thành mẹ thì tôi mới biết rằng mẹ yêu tôi như thế nào. Thì với dạng câu hỏi not until, các bạn sẽ đảo ngữ, đúng không? Not until ở cái vế nào? Did I become, đúng không? Ừ. Câu này không phải. I become a mother, did I know? Đây, phải như thế này. Câu số 50, đúng không? Not until I became a mother, did I know? Nên câu số 55 chúng ta sẽ chọn đáp án là B. Tiếp theo sang câu số 56, nhớ là not until nó sẽ đảo ngữ vế thứ hai nhá, nó sẽ đảo ngữ vế thứ hai. The government found it hard to address, cái gì? Chính phủ nhận thấy rất khó để giải quyết một cái tình huống phức tạp như vậy. Đúng không? Một cái tình huống phức tạp như vậy thì chúng ta sẽ loại trừ đáp án sai, đáp án B thì thiếu ơ, tại vì situation là danh từ số ít. Đây, thiếu ơ, thế còn A và C thì có ơ. Nếu như mà các bạn chọn đáp án C thì các bạn sẽ phải nói là such a complicated situation. Tức là a nó phải đứng trước như thế này. Hoặc các bạn sẽ nói là so complicated a situation. Nên câu 56 đáp án đúng sẽ đáp án A. Đó, đây là cái cách sử dụng giữa so và such, đúng không? Nhớ là situation, một cái tình huống đếm được nên phải có a nhé. Câu 57, James dance như thế nào? James nhảy giỏi đến nỗi mà. Đó thì chúng ta sẽ có cấu trúc là đến nỗi mà các bạn sẽ dùng so hoặc such, nhưng theo sau đi với tính từ well thì các bạn sẽ phải là so well that. Đó, Jane dances so well that. Thì cái công thức ở đây là gì? Chủ ngữ cộng động từ cộng với so cộng với tính từ cộng với that. Đến nỗi mà. Câu 58, Hà Nội has nearly completed all preparation for the upcoming SEA Games 31. Và Dung trả lời là tôi rất là háo hức với cái điều đó, đúng không? Câu 59, Hana và Chinese đang nói về cái cuốn sách họ vừa mới đọc. Bức xúc không làm ta vô cả vô gì đây? Không vô can, nếu bức xúc không làm ta vô can thực sự thú vị và mang cái tính giáo dục cao thì tôi hoàn toàn đồng ý. Những cái bạn nào mà thi đánh giá năng lực ấy thì những dạng câu hỏi như này vẫn được ra, nhớ chưa? Ở đây có nghĩa là I totally agree. Đó, với những cái đề thi đánh giá năng lực các dạng câu hỏi như là đồng trái nghĩa người ta vẫn ra và tìm lỗi sai vẫn ra các bạn nhé. Câu số 60, San con trai nói là I've been awarded a scholarship to Harvard University. Thì khi mà nghe con trai khoe như vậy, đúng không? Thì mẹ sẽ nói làm sao? A good job, đấy, khen ngợi, con làm rất là tốt rồi. Ok, bài học ngày hôm nay của chúng ta đến đây là kết thúc các em nha. Ở tuần sau cô sẽ dạy đảo ngữ. Ok, goodbye and see you. Cô chào tất cả các em nha.